giờ Duy sẽ cho effect lên mọi người nhé. Lật. Thuyền xa sông, thuyền tìm ra biển lớn. Theo tiếng gọi ngàn con sông khơi xa. Thuyền có hay sông lặng lòng yên à. Vẫn đợi thuyền nhớ bên sẽ quay về. Dạ vâng thưa quý vị, chắc hẳn nhắc đến những dòng âm ly hiện đại thì quý vị sẽ nghĩ đến ngay. Đó là những chiếc âm ly được tích hợp rất là nhiều công nghệ ở bên trong đúng không ạ? Và ngay bây giờ Hữu Duy sẽ giới thiệu đến quý vị những dòng âm ly đó quý vị nhé. Và đầu tiên chúng ta sẽ có thương hiệu BK Sound. Đối với dòng BK Sound DKA thì sẽ có 3 mẫu mã quý vị nhé. Đầu tiên sẽ là 5500 này, 6500 và 8500. Tương ứng đó với 3 mức công suất là 250W, 450W và 700W, 750W quý vị nhé. Đó. Và được tích hợp ở bên trong những chiếc âm ly này sẽ là những công nghệ rất là tiên tiến như là Bluetooth, HDMI, rất là nhiều những cổng kết nối in-out và sẽ có mạch chống ú quý vị nhé. Và đối với riêng dòng DKA thuộc thương hiệu BK Sound thì mỗi một chiếc âm ly sẽ đi kèm với 2 chiếc micro quý vị nhé. Đây chúng ta có thể nhìn thấy đấy ạ. Đây là chiếc micro. Đây, tôi sẽ bật ra cho quý vị xem. Micro thuộc đó của chiếc DKA được làm bằng chất liệu kim loại. Ok. Và chút nữa thì Hữu Duy sẽ trực tiếp là sẽ test thử tiếng của những chiếc âm ly này quý vị nhé. Và đối với dòng DKA của BK Sound thì sẽ có 2 mã là 5500 và 6500 được sở hữu mạch class AB. Và đối với mạch class AB sẽ cho ra chất tiếng rất là mềm mại, trong trẻo và tiết kiệm điện năng quý vị nhé. Và đối với dòng 8500 của BK Sound thì sẽ được sở hữu mạch class D. Và đối với mạch class D cũng sẽ cho ra chất tiếng cực kỳ mạnh, rất là trong trẻo này, rất là lực này. Và nó cũng sẽ có cái mức tiêu thụ điện năng cũng rất là tiết kiệm thôi quý vị nhé. Và ngay bây giờ Hữu Duy sẽ giới thiệu đến dòng thứ hai, đó là chiếc Lenovo K750 đó. Và đối với chiếc Lenovo K750 này cũng được sở hữu mạch chống hú, cho nên là chúng ta có thể thoải mái hát karaoke mà không lo bị hú rít quý vị nhé. Và đối với dòng K750 sẽ cho ra mức công suất là 750W 2 kênh đó. Và đi kèm với chiếc Lenovo K750 này, chúng ta có hai tay mic. Đây ạ, quý vị có thể nhìn thấy rất là đẹp phải không ạ? Đây, Hữu Duy sẽ mở ra quý vị xem nhé. Đây ạ, quý vị có thể nhìn thấy đây rất là đẹp và cũng vỏ cũng được làm bằng kim loại. Và hiện tại đối với chiếc Lenovo K750 này, chúng ta hoàn toàn có thể thay thế cho 3 thiết bị là đẩy này, vang này và micro quý vị nhé. Với một chiếc âm ly như là dòng BK Sound mà Hữu Duy vừa giới thiệu đấy, thì hoàn toàn chúng ta có thể thay thế được cho 3 thiết bị là đẩy này, vang này và micro, bởi vì mỗi một thiết bị sẽ bao gồm là 2 micro đi kèm quý vị nhé. Và chúng ta chỉ cần kết nối thẳng ra loa là đã có thể hát karaoke bình thường rồi đó. Và cuối cùng là sẽ là một dòng BK Sound BIK quý vị nhé, sẽ là một dòng âm ly của BIK. BIK là một thương hiệu đến từ Nhật Bản quý vị ạ. Và sẽ có model là A88. Đây, quý vị có thể nhìn thấy. Và đối với chiếc âm ly BIK A88 này cũng được sở hữu mạch chống hú. Và chúng ta có thể có chỉnh cơ hoàn toàn ở trên chiếc âm ly này. Chúng ta có thể chỉnh tông của nhạc này, tông của mic này và tông của hiệu ứng vang vọng. Rất là nhiều những chức năng mà chúng ta có thể chỉnh. Và cũng có rất nhiều những cái đường input, như kiểu rất là nhiều những đường input như là Bluetooth này, AUX, BGM, rất là nhiều những cái đường mà chúng ta có thể sử dụng thông qua chiếc âm ly này. Và đối với chiếc âm ly 2 kênh của BIK A88 sẽ cho ra mức công suất là 240W quý vị nhé. Sẽ có 240W 2 kênh. Đó, và chúng ta có thể điều chỉnh thông qua hai chiếc app to, rất là to này phải không ạ? Rất là dễ dàng. Một bên điều chỉnh nhạc và một bên là điều chỉnh mic. Và ngay bây giờ Hữu Duy sẽ trực tiếp test tiếng của những sản phẩm này, của 1 2 3 4 5 chiếc âm ly này, để cho quý vị có thể cảm nhận được chất âm của những chiếc âm ly là như thế nào quý vị nhé. Bây giờ Duy sẽ cho effect lên mọi người nhé. Lật. Thuyền xa sông, thuyền tìm ra biển lớn. Theo tiếng gọi ngàn
con sông khơi xa, thuyền có hay sông lặng lòng yên ả, vẫn đợi thuyền nhớ bên sẽ quay về. Ngày em đi để mình anh đứng đó, em có hay lòng anh mãi thương em, đừng cách xa cho vì buồn đẫm lệ, rơi vì người đi mãi không về. Có phải em là con thuyền nhỏ kia bỏ mặc anh dòng sông trôi buồn bã? Có phải em vội quên đi tất cả ngày sông thuyền thủy chung một bên đò? Em biết chăng ngoài khơi xa bão táp, có biết bao con thuyền phải lênh đênh về bên anh không ồn ào sóng cả, chỉ hiền hòa yên ả đặng tình anh. Chiều đùa rằng người cứ khóc như em, anh lần đầu tiên trông thấy, rồi nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay em giữ nguyên trong lòng, lệ rơi từ nay có ai ngăn lại? Trăm nghìn chung rượu đông, đừng một lần mai mỉa cho nhau. Đưa ta đi, đưa ta vào cơn lửa, cho mang mang đến tột đỉnh sầu. Này uống đi em, một chén buồn cay.
đắng. Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn, quý vị và các bạn vừa được nghe Hiễu Duy hát thông qua 5 chiếc âm ly này, và cũng như là Hiễu Duy đã vừa mở những bản nhạc remix để chúng ta có thể cảm nhận được chất âm của những chiếc âm ly này ra như thế nào quý vị nhé. Bảo trợ Elec với thương hiệu 20 năm, chúng tôi có 10 cơ sở trên toàn quốc và chúng tôi sẽ lắp đặt miễn phí tận nhà cho quý vị. Chúng tôi sẽ miễn phí vận chuyển trong vòng bán kính 30 km và có hỗ trợ trả góp để cho quý vị với mức lãi suất ưu đãi nhất quý vị nhé. Và hãy gọi đến số 1900 0255 để được tư vấn cũng như là đặt hàng sớm nhất quý vị nhé. Và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi hết video của chúng tôi ngày hôm nay, và đừng quên nhấn like, share và bật chuông thông báo để nhận được những thông báo mới nhất của chúng tôi quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Bạn lo lắng về giá thành, băn khoăn khi mua sản phẩm trả góp, bạn sợ lãi suất cao hay phân vân về thủ tục? Bảo Châu Elec sẽ giúp đập tan nỗi lo đó với chương trình trả góp lãi suất thấp. Bạn sẽ thả ga mua sắm. Chỉ với 10% trả trước, bạn sẽ sở hữu ngay dàn âm thanh karaoke. Đừng bỏ lỡ!